tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xe đi về chi tiết tô màu nha các bạn. Nóng thế. Mẹ muốn trà phê với chuyện. Mẹ trà này đúng hút điếu kẻ, đúng hợp ý với Hải đây. Mẹ phê với chuyện này hẳn là bình thường, mình chỉ hút điếu kẻ thôi mà uống nước trà nó đã chín say xè rồi. Ủa, đang uống trông choáng đầu. Đéo thật. Có nghĩa là mình ăn được con này nó nhìn đi, con này là bây giờ xỉu dai. Ăn chanh nhìn trong nhìn thôi nó mình cũng bị mà. Không xỉu xỉu dai. Kiểu như có cái khẩu vị chua trong trong mồm á. Chua trong. Thế sao tự nhiên mình này sao mình không ăn mình cũng thấy xỉu nó dai. Đây có thể nó nhúc nhúc liên tục cái này. Mình nhúc liên tục. Chờ ra cho tí phải ăn rồi, tí cứ phải xì. Yeah, tôi vậy lắm mà dùng thế. Ở đâu rồi, đi rồi. Nuốt nhiều. Liên tục.
Đây, nó này nhút liên tục cái này. Ui, đi kia có sư mùi. Ui, sư mô. Như vậy giờ các bạn nhé.